Alo, vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu bản lề trong trận đấu thứ hai. Đây là Gunny AC, còn Tom Summer thôi lại trông đợi vào bài Tom ép đời thôi. Vâng, trận thi đấu trước là trận thi đấu hơi lỗi đến từ Tom. Anh táng phát hai cái BM và cái BL lên đời. Hơi lỗi một chút. Đang từ đầu 10 thành nhảy sang đến tận đầu 11. Mà thôi, sự tình nó cũng đã rồi, mình không nhắc đến nữa. Bây giờ thì đến với bản lề. Đây là Tom người cầm Summer. Bên kia có Roma Minoan, còn bên này thì là vâng Summer với AC. Lại lợi hơn ở bản lề một chút, có voi và có bãi quả phụ rồi. Đóng nghe để bo vàng. Có lẽ như vậy, tôi nghĩ là như vậy thôi. Vâng, xong là của Tom, voi về, dừng thấy, vang thấy, quả phụ thấy. Hiêu hay là đôi voi nữa, chúng ta cùng xem. Hiêu gần dừng thì là đẹp, không là đôi voi nữa. Cho nó đúng định luật Summer. Biết đâu trên 12 giờ, không biết đâu bất ngờ, ở 12 giờ, là một đôi voi. Vâng, như vậy là thêm một bãi quả phụ nữa dành cho Tom. Hiện tại là tôi chưa muốn xem Gunny cho lắm. Về cơ bản thì Gunny gặp AC trước sau thì có lẽ em vẫn đánh cùng thôi. Mà Tom đã xác định tư tưởng. Đây, Hiêu gần rừng, Hiêu gần rừng. Vâng, cầu được và ước thấy Hiêu đã gần rừng. Nhưng quan trọng bây giờ thì làm thế nào để đẩy những con Hiêu này ra một chút. Rồi hãy đặt ép. Vâng, Tom cục sung quá. Phóng ngay lập tức. Hơi cục sung. Một thanh niên Tom hơi cục sung. Vâng, như vậy lại thêm voi. Đóng cái bè lộ ngay đôi voi, biết đâu đôi voi thì là dở người. Ôi, đôi voi thật. Tôm ơi là tôm. Nói chung nó cũng chỉ là đen thôi. Đỏ nó sẽ khác đi rất nhiều. Một khi nó đỏ nó sẽ khác đi rất nhiều. Và hơi đen, 25 con rơi của tôm. Thì Gandhi lại là người đánh chém à? 26 dân này, một Minoan, một Roman, còn bên này là một AC, và một Summer. Summer cũng đang cắm đầu cắm cổ buôn dân. Trời, hỏng rồi, bài hỏng đấy. Bài hơi muộn đấy rồi Tom. Và có khỏe mấy thì khỏe, gặp ông Roman ông chém luôn thì cũng đau đầu. Biết rằng là dân 40 máu thật, nhưng Roman là một con loại gì đó, vâng, ép đời rất tốt. Một loại quân có khả năng ép đời rất tốt nhờ giá cả nhà cửa rẻ. Ít nông dân gỗ thôi. Để tập trung nông dân ăn thực. Vì vậy, việc ép đời của Roman nó rất khác so với phần còn lại. Đây là BB. Một trận sang đầu 11 là cái chắc của Tom. Chắc chắn là phải sang đến đầu 11. Tham lai thì, vâng, điểm số thì Hoàng Mai Nhi đã nhảy rồi. Vâng, nhảy như Tôm. BM sẽ bên cạnh BB. Tạo hốc ở phía trong này.
những cái hốc không có vàng của Summer. Đây là BM và đây là BL. Nó cũng đến vậy thôi, không thể sớm hơn. Trận sang đến đầu 11. 11 bao nhiêu ta cũng chờ xem. Như vậy 11-10. Chuẩn bị cắt nông dân ra ăn vàng. Rồi bỏ vòi. Vâng, bỏ thuyền, bỏ bến. Bỏ hết tất cả. Giáp trước, công sau. Thôi đóng đi thôi. Rồi, tay cũng nhanh đấy. Nhưng về cơ bản, quan trọng phải giây phút này quan trọng là lên đời hơn là vâng tay nhanh. Phải lên đời được cái đa. Như vậy là bãi vàng đã kín. Roman sẽ là người đánh chém bên kia. Và Minwan có lẽ sẽ là người đánh cung. Còn khả năng Roman chắc nhà đánh châu sọc đơn ở Mavla. Không phải là không có, nhưng tôi nghĩ là ít. Ít khả năng đó. Đấy, Minwan đã cung nhà. Dồn gỗ để đóng BA. Dồn gỗ đóng BA. Không, BL. Không phải BA mà là BL. Công giáp là đầy đủ. Chơi vào dân của Roman. Và Roman lên rất sớm. Qua mình nhìn là người cầm Roman lên rất sớm. Và Gandhi có lẽ là đang gặp khó khăn. Đang gặp rất nhiều khó khăn ở đằng khác. Đấy, phải bơm gỗ cho Gandhi là phải biết rồi. Là biết cái độ khó khăn của thủ Gandhi đến mức như thế nào rồi. Ôi ôi, ruộng của... Vâng, may quá. Tôi lại tưởng là... Tôi lại tưởng là... Đây là một khoanh dụ chính. Cũng may là 3 cái. Nhưng mà 3 cái nó cũng đủ mệt lắm rồi. Bãi gỗ này khó lòng mà kèn Hoàng Mai Nhi, không phải một con gà. Được kèn gỗ để vào bãi gỗ thì thủ Hoàng Mai Nhi chỉ trường hợp anh đang mải mê quá, mải mê đấu quần thì may ra còn làm được. Màn hình máy của game thủ Gandhi tiếp thôi. Ui dồi, bò bế, bò bế. Còn 2-3 ông dân thôi. Dân đã thực đấu hết rồi. Và đây là màn hình máy của... Vâng, đây màn hình máy của Tom, 29/44. Không chơi được vào nhà của cái thủ Quýt là rất khó. Chỉ cần Quýt có cung A thôi. Với một vài mà cái thủ Gandhi bị đi như thế này, chỉ cần Quýt có cung A thôi là đã đủ giải quyết trận đấu rồi. Vâng, bây giờ tham lai của cái thủ Gandhi là bao nhiêu? Còn được cái tham 2x thì đánh tiếp. 25 của anh tiếp. Có cung R thì bắn nông dân anh Hoàng. Có bãi quả và Tôm đã chỉ cho. Và tiếp tục đến màn hình máy thủ Tôm để xem Tôm thi thố tham lai ba xịt như thủ Tôm. Không cắm, vâng, không cắm cái gì mà công, không cắm A hay là không cắm K công vào tuần này là rất khó. Thề luôn, những con cung A đứng ở phía trong nó bắn ra rát lắm, nó khác lắm. Không công K vẫn vẽ ruộng. Nông dân có bánh xe rồi. Không vác lên công gà. Những con lạc đà thì nó không khác gì cả anh hứa những con cung à. Còn những con cung à nó không khác thì tát nước vào những con vâng lạc đà. Khó, nói chung là khó. Vẫn cố thôi, 32/48. Mà đánh máy của thủ Gandhi. Vâng, vừa bị bắt một mớ dân. Hôm nay là 16. Như vậy khả năng ngoẳng vẫn là rất cao. Giờ Gandhi hôm nay 33/48. Bắt đầu những chiếc bè mới. Có thêm hàng ở đây. Bắt đầu ăn hàng. Tôm bây giờ lại đóng vai trò vâng, chủ lực. Chứ không phải là Gandhi. AC mà rất khó khăn của AC. Còn Tôm thì vâng, cũng chỉ tạt sang bên này thôi. Gọi là tạt gọi la thôi. Chứ không phải là một bài vâng, đánh chết hẳn. Còn nhà của game thủ Quýt là người cầm Binoan. Đã được game thủ Hoàng Mai Nhi chủ động bơm đồ. Vẫn khỏe nguyên. Thời điểm này có cô lập Minwan thì nó cũng đến thế thôi. Minwan bởi vì chỉ cần một mình Minwan nó đã đủ cân bản đồ rồi. Càng cô thì càng cân. Gandhi thông lại 18. Cùng R chắc còn 8 con. Gandhi đi sai rồi. 2-1 ở trận thi đấu bản lề. Rất khó chơi.